Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đây bạn ơi. Ok bạn, thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại để làm thêm một video tròn cho bạn xem rồi đây. Có rất là nhiều bạn đang hóng chờ video tròn của mình đúng không? Bởi vì là trên kênh YouTube của mình lúc nào cũng có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, anh hãy làm video cho chị Simmy và chị Sammy đi. Đó, cho nên là ok, chiều theo ý mấy bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video cho. Mà video cho hôm nay cực kỳ gọi là kinh dị nha bạn. À, nghe ghê chưa? Hôm nay mình đã chuẩn bị một cái hộp để cho nè bạn ơi. Đây, mấy bạn thấy là một cái hộp là chuyện hết sức bình thường đúng không? Cái hộp này có gì đâu mà dùng để cho đúng không? Bạn coi nè, bạn thấy cộng gì không? What the hell? Bạn thấy có cộng gì không? Đây, mình sẽ mở cho bạn xem nha. Đây, mở ra nè. Mấy bạn chỉ xem nè. Tôn. Oh my god, bạn thấy gì chưa? Trời ơi, đóng dán luôn nè. Đây, để mình đổ cho bạn xem nha. Đây, mấy bạn hãy xem đây. Tên. Oh my god, quá trời dán luôn các bạn ơi. Nhưng các bạn yên tâm nha, dán này chỉ là gọi là dán nhựa thôi, dán giả thôi nha các bạn nha. Đây, thấy không, nó làm bằng nhựa cho nên là nó hoàn toàn gọi là an toàn, sạch sẽ, vệ sinh nha các bạn nha. Chứ bây giờ mình mà lấy dán thật á là nó thúi gọi là banh mũi luôn các bạn ơi, cho nên mình chỉ lấy dán giả thôi. Thì hôm qua khi mà mình đi siêu thị á bạn, thì mình mới phát hiện ra ở trong siêu thị nó có bán mấy con dán giả thế này nè. Thì dán giả này dùng để trang trí Halloween các bạn ơi. Cũng sắp tới Halloween này đó, cho nên là hôm nay mình quyết định mua một đống dán giả này về để gọi là làm video gọi là cho mèo Simmy và Sammy bằng dán giả bạn ạ. Đấy. Trời ơi. Đó. Thì con dán này rất là thơm luôn, chứ nó không hề gọi là thúi như là dán thật nha các bạn nha. Mấy con dán thật thì nói chung là nó rất là bẩn và nó rất là hôi luôn, cho nên là mình không lấy để làm video, mình chỉ sử dụng dán giả thôi, bạn nên nhớ nha, dán giả nha, không được sử dụng dán thật nha, bởi dán thật nó rất là mất vệ sinh, rất là nhiều vi khuẩn, không được đụng vô nó. Đấy, ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một video chính là tặng quà cho mèo Simmy và Sammy bạn ơi. Thì hôm nay các bạn biết mình sẽ tặng gì vậy đúng không? Mình sẽ tặng những con dán siêu to khổng lồ như thế này đấy, những con dán cực kỳ đáng yêu đấy. Ok, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và đừng quên hãy bình luận cho mình biết màn chon tiếp theo sẽ là chon gì nha anh em. Mấy bạn hãy nên nhớ là những cái màn chon phải là những màn chon gọi là an toàn nè, hợp vệ sinh nè, không có được gọi là chon mấy cái gọi là bẩn gọi là mất vệ sinh thôi nha, hay là không được chon mấy cái trò gọi là quá lố nha các bạn nha. Đấy, mình nói chung là cái này chỉ là chon kiểu hù dọa cho vui thôi. Đấy, ok. Rồi, chúng ta cùng nhau chon thế nào? Let's go. Hello Simmy. What? Oh, hi. Hôm nay Simmy đang làm gì vậy? Mà nhớ nào à, Simmy đang coi YouTube mấy bạn ơi. À, đây là kênh YouTube của mèo Simmy nè bạn. Mấy bạn đừng quên là hãy đăng ký ủng hộ cho mèo Simmy nữa nha. Nè, Simmy đã được bao nhiêu subscribe rồi? Hiện tại là được 1.720k sub rồi, thì mình còn gọi là 300 mấy nữa thôi là mình đã đạt được rồi, nên các bạn đừng quên ủng hộ cho mình nha. Trời ơi, Simmy sắp được gọi là 2 triệu subscribe các bạn ơi. Simmy được 1.700.000 rồi nè, ghê thiệt. Trời ơi trời, mình thì mới được có 1.400.000 thôi. Hay. Nói chung á là hôm nay bởi vì là Simmy đã đạt được 1.700.000 subscribe, cho nên là Phong có một món quà tặng cho Sim để chúc mừng. Chưa 2.000.000 món tặng quà cho tôi luôn. Đúng rồi, tặng quà trước. Biết đâu ngày mai Sim đạt 2.000.000 sao, cho nên là bây giờ tôi sẽ chúc mừng trước, tặng quà trước luôn. Thôi, nói chung là đúng là không ngờ Phong cận của ngày lại tốt với mình như vậy. Ủa, tặng ơi, tôi lúc nào chẳng tốt, trời là trời. Đây, ten. Đây, trời, để trong cái hộp mà nhìn như kiểu một cái hộp gọi là gì đó, một cái rương báu vật kìa. Đúng rồi, đây là một cái rương kho báu do tôi mới kiếm được á, ghê không? Trời, nhìn hay dữ rồi ta. Đúng rồi. Hồi nãy á, Sim cũng biết là miền Trung của mình hiện tại đang bị lũ đúng không? Hồi nãy tôi đi ra ngoài đường á, cái tự nhiên tôi thấy cái hộp này nó nổi lên bền trên mặt nước. Trời. Cái đầu tôi nghĩ đầu, chắc chắn đây là hộp kho báu của ai đánh rơi rồi, cho nên tôi quyết định đem về tặng cho Sim. Ê, có khi nào trong này nó có vàng, có bạc sao đúng không? Đúng rồi, lỡ trong đây là có 100 cây vàng sao đó. Ôi, ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha các bạn. Ủa, đây là món quà của Phong Cận tặng mình nha mọi người. Đấy, đây là món quà mà Phong tặng cho Sim nha, mọi người nhớ nha. Ờ, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Trời, mở ra nè các bạn. Khoan, từ từ. Mở ra phải để sát như vậy nè, cho nó bí ẩn, hiểu không? Cho nó bí ẩn. Đây, mặt mình nha. Thật là bí ẩn. Rồi, mình mở nắp rồi nha các bạn. Đúng rồi. 1, 2, 3.
kho báu. À, cái gì? Đây là kho báu đó. Trời ơi là trời. Trời đất ơi, cái gì là dán hả? Đây rồi. À, xin chúc mừng Sim, chỗ làm việc của Sim đã bị dán bu quanh. Trời ơi là trời, Sim ở dơ quá vậy. Sao Sim ở dơ quá mà dán phòng Sim lại vậy? Tôi rơi vô trong đôi dép luôn. Thôi nói chung là cái này tôi tặng Sim mà, cho nên là Sim giữ xài nha. Tôi đi đây. Tôi đi đây. Tạm biệt. Sao không? Sim không biết gì hết trơn á. Bây giờ người ta đang gọi là, người ta đang ở trên bên Nhật Bản á, người ta nói rằng là gián là một loài động vật gọi là rất là bổ dưỡng, yeah, dùng để chiên lên ăn. Trời đất ơi, Út chi ông chưa ăn được. Trời ơi, tôi chọn đi. Cái gì mà tôi dính con gián nè. Ok. Thôi mấy bạn ơi, mình chỉ giỡn thôi nha. Chứ gián, chứ con gián nó không ăn được đâu nha. Gián bẩn lắm, mình chỉ đang giỡn thôi. Mấy bạn đừng có làm theo nha, mấy bạn chết mình luôn á. À, trời. Nói chung mà tặng cho Sim á, Sim lụm về làm thú cưng đi. Trời ơi trời. Thôi được rồi, bây giờ là tôi sẽ. Sao gì mà nó chui đôi dép vậy? Trời ơi, con gián này biết cử động rồi. Thôi bây giờ thế này đi, tôi sẽ dọn hết đống gián này với điều kiện là Sim phải tặng cho tôi cái bịch bánh kia. Wait a minute. Được á. Thôi, vậy đi. Ok. Rồi không, rồi xong Sim tự dọn nha, tôi về đây. Bye bye. Hello Sammy, Sammy đang làm gì đó? Chuẩn bị quay clip. Đang chuẩn bị quay clip hả? Đang xây map hả? Ừ, sắp rồi. Mấy bạn ơi, Sammy đang gọi là xây map ở trong Mini World để chuẩn bị quay video Mini World cho các bạn xem nè. Thôi, hỏi đi. Nói chung á là hôm nay nè. Ủa cái gì đây? Ủa Sam ơi, trên đầu của bà có nguyên con cá mập nó đang táp cái đầu của bà vậy? Vô duyên á, cái này nghe là băng đô, người ta nghe là cột lên cho đẹp dị tương, vô duyên vậy. Cái này là cái băng đô á hả? Wow, dễ thương quá ha, nguyên con cá mập nó cạp trên cái đầu luôn. Hai con cá mập cạp trên tôi là không phải hả? Trời ơi, hai con cá mập nó cạp ở ngay chân nữa bạn ơi. Tào lao thiệt chứ. Ơi nhưng mà hôm nay tôi quay, tôi có quà cho Sam nè. Gì? Quà hả? Đúng rồi. Ngày nào cũng tặng quà tôi vậy, không biết tặng hoài vậy. Trời ơi, thì nói chung á là tôi được nhiều bạn gọi là xem video, like video, cho nên tôi có được nhiều tiền. Thì có nhiều tiền thì tôi mua quà tặng Sam thôi. Được không? Được, đâu? Đây, quà đây. Ten, 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 ten. Đó, xịn chưa? Tặng gì không? Tặng báu vật cho tôi sao đi trong này vậy? Đây chính là một cái báu vật mà Phong mới vừa gọi là kiếm được á, ghê không? Mua đâu như bóng vật thì sao? Tào lao. Cái này nè, Phong tự nhiên hồi nãy Phong đang đi ra ngoài đường, Phong lượm được một cái bản đồ kho báu. Xong đầu Phong mới đi theo bản đồ kho báu, tự nhiên Phong tìm được cái này nè, cái này là kho báu đó, ghê không? Làm đúng nít bạn, làm ra đường lấy kho báu đồ ha. Không, cái này là kho báu thiệt á, nhìn cái hộp của nó đi, cái hộp nó rất là đẹp luôn, thấy không? Muốn tặng gì trong này bé xíu, từ thường bé xíu này là thường gì đó, vòng tay vòng chân nè, đúng không? Vòng tay cái gì mà vòng tay, tôi đâu có biết bên trong là cái gì đâu, lỡ đâu bên trong nó là kim cương hột xoàn hay là vàng bạc đá quý sao, đúng không? Ông chơi game chụp ông ảo luôn á. Chơi game nhiều bị ảo hả? Tào lao đâu, bây giờ Sam thử Sam lắc lên coi đố Sam bên trong là cái gì. Ê, sao nó nhẹ vậy, thì là bằng bạc cho bầu luôn, bằng cho bầu nó nặng lắm cơ. Nhẹ quá hả? Đúng rồi, nè, nhẹ quá à. Ê, nhìn lúc nó nhẹ nó lại quý sao ta? Ừ, biết đâu bên trong của nó là cái gì đó quý giá sao, thôi mở đi, mở đi, nó nhiều quá. Mở, mình phải mở như người gọi là người lấy kho báu rồi. Thôi, không phải, đừng có mở vậy, để gần vô mở vậy nè, nó mới biên. Kỳ vậy, tự nhiên nó mới bí hiểm, hiểu không? Nó mới nguy hiểm, hiểu không? Đấy. Nó mới mở cứng này hả? Ừ, vậy nó mới bí ẩn, hiểu không? Đấy. Người bí ẩn hả? Đúng rồi. Thôi mở ra. Gần chưa? Một đống dán luôn. Ủa bà không sợ à? Ủa trời ơi. Ông nghĩ tôi sợ hả? Sim sợ cái này tôi sợ chi, tào nó cái gì mà toàn dán không vậy? Cái này là dán đó, đáng sợ lắm nè, sợ đi, sợ chưa? Ghê quá, mệt quá. Ủa? Sao kỳ vậy? Ủa sao bà không sợ dán hả? Tôi sợ dán đâu, Sim sợ cho tôi sợ, ông nhớ nhầm rồi.
Trời đất ơi. Trời, rồi xong, toàn rồi các bạn ơi, Sammy không sợ dán. Sao mày ngu thế hả? Toàn rồi. Cam nó còn không sợ nói gì tôi đúng không? Cam đây con gì con? Trời ơi, Sam cũng không sợ dán. Sam không không sợ dán rồi, Cam cũng không sợ. Ơi nó ăn luôn kìa, đừng ăn. Trời, tao lau cái này bằng nhựa nó không ăn được đâu. Nó ghét dán lắm phải không? Cam cực kỳ ghét luôn. Trời ơi, Cam ơi là Cam, sao mà cái gì con cũng ăn được hết vậy Cam? Thôi đừng cho nó ăn, cái này không được ăn được đâu. Ờ trời. Trời vô duyên tưởng tặng cho cái gì tặng cái này làm cái chay. Ờ tôi tính cho anh xíu thôi làm gì ghê vậy? Cho nào. Ôi, bay.